Phân tích bình luận, 150 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Đài Loan để làm gì? Thưa quý vị, Reuters đưa thông tin cho biết, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã ban hành lệnh cấm mới, đình chỉ việc cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của một công ty điện hạt nhân lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc. Vật liệu quan trọng này là nước nặng làm giảm tốc độ của neutron đối với quá trình phân hạch hạt nhân. Điều này có phản ánh mối quan ngại của Washington về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sản xuất vũ khí hạt nhân hay không? Nó có liên quan gì đến tình hình ở eo biển Đài Loan và Biển Đông? Giáo sư Trương Thiên Lượng đã nói rằng ông Hồ Tích Tiến suốt ngày phát biểu về 1.000 đầu đạn hạt nhân và nói rằng Trung Quốc nên mở rộng kho vũ khí hạt nhân lên con số là 1.000. Số đầu đạn hạt nhân tương ứng ở Hoa Kỳ là hơn 3.000. Có hai cách nói ở Trung Quốc, một là có 200 đầu đạn hạt nhân và hai là có 400 đầu đạn. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Điều này cũng không rõ lắm. Nhưng Hồ Tích Tiến đã nói rằng nên mở rộng quy mô lên 1.000 đầu đạn. Hoa Kỳ đương nhiên rất lo lắng, vì vậy họ đã ban hành lệnh cấm như vậy để ngăn chặn Hoa Kỳ cung cấp những vật liệu quan trọng này cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất nhiên, lệnh cấm do Hoa Kỳ đề xuất liên quan nhiều đến tình hình eo biển Đài Loan và Biển Đông. Vào thời điểm đó, ông Hồ Tích Tiến đã nói rằng Trung Quốc nên sản xuất thêm 1.000 đầu đạn hạt nhân, chính là chuẩn bị nhắm vào Đài Loan. Tình hình eo biển Đài Loan và Biển Đông đang rất căng thẳng. Trong tuần vừa qua, 150 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, đã đột nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Chỉ riêng trong ngày 4 tháng 10, đã có 56 máy bay quân sự phá rối Đài Loan. Ông Tập Cận Bình tin rằng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Canada, Hà Lan và New Zealand đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển phía tây nam Okinawa của Nhật Bản để ngăn cản Trung Quốc thống nhất Đài Loan. Nếu bạn không đi đánh chiếm, mọi người sẽ không ngăn cản bạn, chủ yếu là bạn muốn đánh chiếm trước. Vì vậy, ông Tập Cận Bình đã gây áp lực lên các nước này theo phân tích như vậy. Theo quan điểm của giáo sư Trương Thiên Lượng, thì áp lực quân sự kiểu này là vô nghĩa và thậm chí là có thể phản tác dụng nếu nó không thực sự được thực hiện. Do áp lực ngày càng leo thang, Trung Quốc chỉ có thể khiến cho người dân trên đảo Đài Loan ngày càng thêm căm phẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên là họ sẽ kích thích Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc tăng cường xây dựng quân đội, đồng thời để chính phủ Đài Loan cũng tăng cường mua sắm quân sự. Do đó, để đối phó với việc máy bay của Đảng Cộng sản Trung Quốc phá rối Đài Loan, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đăng một bài báo có chữ ký trên tờ Công việc Ngoại giao của Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 10. Và bà đã nói rằng, dân chủ không thể thương lượng được nếu nền dân chủ và phương thức sống bị đe dọa. Đài Loan sẽ dốc toàn lực để bảo vệ chính mình. Đối mặt với sự xâm nhập gần như là hàng ngày của quân đội Trung Quốc, lập trường của chúng tôi về quan hệ xuyên eo biển luôn nhất quán. Đài Loan sẽ không khuất phục trước áp lực, nhưng cũng không mạo hiểm, Đài Loan sẽ không bắn phát súng đầu tiên. Một số học giả đã phân tích rằng, cuộc xâm lược có vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Đài Loan rất có thể là xảy ra vào 3 thời điểm. Thời điểm đầu tiên là năm 2022, thời điểm thứ hai là năm 2024 và thời điểm thứ ba là năm 2027. Lý do họ đưa ra năm 2022 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ông Tập Cận Bình có khả năng sẽ sử dụng vũ lực chiếm Đài Loan để tự mình tái đắc cử. Một số nhà bình luận hoặc là các chuyên gia về các vấn đề hiện tại cũng đã cho rằng nếu ông Tập Cận Bình gặp khó khăn trong việc tái đắc cử trong năm 2022 thì ông có thể sẽ bối rối và nổi giận. Ông Tập Cận Bình đã khiến cho hoàn cảnh ngoại giao của Trung Quốc trở nên đặc biệt tồi tệ. Và nền kinh tế của Trung Quốc cũng đã trở nên đặc biệt tồi tệ hơn nữa. Như vậy thì ông Tập Cận Bình nói chung chỉ có thể là sa mặt ở phương diện quân sự, hy vọng có thể là thông qua một chiến thắng rực rỡ để tự mình tái đắc cử một cách huy hoàng. Giáo sư Trương Thiên Lượng đã cho rằng điều này là không thể, bởi vì tấn công Đài Loan bằng vũ lực không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần Trung Quốc bắt đầu động thủ thì nếu không thể tấn công trong một ngày thì hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã di chuyển đến. Hơn nữa thì Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đánh trả mạnh mẽ và Úc sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Điều này sẽ khiến cho cuộc chiến vào bế tắc. Nhiều chuyên gia quân sự và những người đam mê quân sự đã phân tích tính bất khả thi của các hoạt động đổ bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Đài Loan. Bởi vì toàn bộ hòn đảo thực sự đã thích hợp cho các hoạt động đổ bộ là rất nhỏ. Chỉ có một số điểm, nếu quân đội Đài Loan có thể bảo vệ những điểm đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể đổ bộ lên đảo Đài Loan.
Nói cách khác, chỉ cần Đài Loan kiên cường đến cùng, trừ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng vũ khí hạt nhân, thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết trận chiến một cách nhanh chóng. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Mặc dù họ có nói rằng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và tuân theo một lời hứa hay là một điều ước gì đó, nhưng thường thì lời hứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khó có thể tin được. Tuy nhiên thì nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng vũ khí hạt nhân thì điều này thật sự là một sai lầm lớn. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không sử dụng vũ khí hạt nhân, họ không thể giải quyết trận chiến một cách nhanh chóng. Nhưng nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân đối với hòn đảo thì đó sẽ là một tội ác chống lại loài người. Bất kể mục tiêu thống nhất của họ tỏ ra lẽ thẳng khí hùng, có lý chẳng sợ bao nhiêu đi nữa, nhưng đó chắc chắn là một tội ác chống lại loài người. Trên thực tế, chỉ cần Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm phạm Đài Loan bằng vũ lực, thì cộng đồng quốc tế sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt tập thể và cuộc tái đắc cử của ông Tập Cận Bình sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ông Tập Cận Bình hoàn toàn không muốn có bất kỳ biến số nào trước cuộc tái đắc cử vào năm 2022. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa Đài Loan sẽ thực sự đẩy nhanh quá trình quân sự hóa của Nhật Bản. Đoạn phim do lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản phát hành đã xác nhận rằng chiến đấu cơ tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ đã thực hiện thành công việc cất cánh và hạ cánh xuống tàu sân bay trực thăng GS Izumo. Điều này không chỉ cho thấy là mối quan hệ đồng minh giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản, mà còn giải thích Nhật Bản đã có tàu sân bay. Trong toàn bộ quá trình bay và hạ cánh của máy bay F-35B, có thể thấy là khi cất cánh và bay trở lại phía trên, máy bay đã dừng hẳn, sau đó từ từ hạ cánh xuống bông như là trực thăng. Vì vậy, khi tiêm kích F-35B có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trên khinh hạm trực thăng Izumo, nó thực sự biến khinh hạm thành tàu sân bay. Máy bay quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi vòng qua Đài Loan trong vài ngày qua để gây áp lực lên Đài Loan. Giờ đây thì Nhật Bản sẽ cho thấy sức mạnh của mình và Bộ Quốc phòng Đài Loan phải thông qua một dự luật về điều lệ mua sắm đặc biệt cho các kế hoạch tăng cường sức mạnh không quân và hải quân, đã được đệ trình lên Viện Lập pháp vào ngày 5 tháng 10. Cần tăng 6%, tức là khoảng 240 tỷ đài tệ, tương đương với 9 tỷ đô la Mỹ, sẽ được dùng để nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng không quân và hải quân. Trong đó, 80 tỷ đài tệ dành cho việc mua tên lửa chống hạm Hùng Phong. Đây thực sự là chó sủa không cắn, chó cắn không sủa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tuyệt vọng sủa ở đây. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là khiến cho đối phương phòng thủ tốt hơn. Ông Tập Cận Bình vẫn còn một vấn đề rất lớn. Người dân Trung Quốc đều biết rằng có một chiến lược gọi là bình định nội bộ trước, sau đó mới kháng cự bên ngoài. Nếu Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề Đài Loan, thì trước tiên phải giải quyết một vấn đề trong nước của chính mình. Ông Tập Cận Bình đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có. Từ vụ bắt giữ Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa, chúng ta đã thấy rằng ông Tập Cận Bình đang phải đối mặt với sự phản công từ các đối thủ chính trị của mình. Và ông cũng đang đối mặt với một tình thế khó xử rất lớn về kinh tế. Nếu ông Tập Cận Bình bỏ lỡ năm 2022 mà không có cải thiện, thì khủng hoảng dân số và khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc, bao gồm cả bong bóng bất động sản, có thể nổ ra hết cái này đến cái khác. Điều này sẽ khiến cho quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc suy giảm nhanh chóng. Khi đó thì sẽ không thể nào còn phát động một cuộc chiến tranh trên eo biển Đài Loan được nữa. Kính thưa quý vị, để không bỏ sót các bản tin quan trọng hàng ngày, quý vị có thể đăng ký email thông qua đường dẫn có trong phần mô tả của video này. Daily News cũng đã có mặt trên nền tảng Snapchat. Quý vị có thể cài đặt và đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi. Daily News trên Snapchat sẽ có những video đặc biệt không có trên nền tảng YouTube. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.